Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lữ Quốc Cường, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế của công ty Katech. Rồi, còn em? Dạ, em tên Nguyễn Thị Thế Bình, năm nay em 20 tuổi, em còn là sinh viên năm 3. Ồ, trời ơi, sinh viên năm 3. Hơn nhau nhiều quá ha, gần một con giáp lận. Dạ. Vậy là cái bộ chú rể bị ăn hiếp dữ lắm rồi đúng không? Ủa? Có bị ăn hiếp ai? Dạ em ăn hiếp chồng em. Ủa? Thì đúng rồi. Thì vợ trẻ mà, trẻ hơn tới 10 tuổi lượng chứ bộ. Có mẹ nheo không? Người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Em đang nhận ra là tiên đúng không? Chào ông tiên. Hả? Hai ông quen nhau trong trường hợp nào? Chúng em quen nhau qua trang Facebook ạ. Ai là người chủ động làm quen? À, em là người chủ động làm quen. Anh hỏi thế thôi cho em biết câu trả lời. Làm dễ không em? Thì lúc đó em đang công tác tại Malaysia. Ở nước bạn mà em buồn lắm. Nên lên mạng mình chơi thì lúc đó mình thấy vợ mình trang điểm lè lẹt lắm. Lúc đó mình tưởng là đã đứng tuổi rồi nên mới làm quen. Ai đâu cuối cùng phát hiện mới 16 tuổi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa trong Facebook đó không hiện tuổi lên sao? Thì lúc đó em đâu để ý tuổi. À. Em thấy mặt dễ thương là em cứ add nick và em message thôi. Mà lúc đó em có trả lời là? Dạ, 2 tuần sau em có trả lời anh. Em trả lời xong anh còn chửi em là chẳng. Ôi vậy? Dạ. Trời, tới 2 tuần mới chịu trả lời. Nhưng mà cái lúc mà em thấy chồng em ở trên Facebook á, thì cái ấn tượng của em về ảnh sao? Dạ, lúc mà ảnh để avatar là để khoảng thân mà theo kiểu nửa người á. Lúc mà em nhìn vô em chỉ thích là ôi sao anh này body sáu múi sao đẹp quá. Có sáu múi gì không? Dạ có sáu múi. Ồ vậy đó hả? Chứ không anh ghép hình hả? Dạ không ạ. Nhưng mà lúc ấy sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm quen với anh này? Anh lớn hơn mình nhiều quá mà. Dạ, tại lúc đó thì cũng tuổi trẻ đó chị. Thì em cũng thấy bạn bè em ai cũng có bạn trai, bạn gái. Mà bạn bè em thì cũng có một vài người có bạn trai, bạn gái bên nước ngoài. Thì lúc ấy em suy nghĩ là ừ anh này chắc đi Malai có tiền, giàu lắm nên có thể là cưng chiều mình đó chị. Dạ, nên em mới đồng ý là quen. Còn bao lâu thì em biết tuổi của vợ em? Em quen vợ em gần 1 tháng thì em bay về gặp vợ em lần đầu tiên. Gặp ngay cái chỗ bệnh viện tâm thần ở dưới Biên Hòa. Hẹn nhau ở đó. Tại vì cái địa điểm đó rất dễ tìm nữa. Cái em đi hỏi bệnh nhân thần là ta chỉ. Rồi sao? Khi như vậy thì vợ em mới dẫn em đi đi ăn. Lúc đó mới em mới nhìn lại em nói em đừng có gạt anh nha, em bao nhiêu tuổi. Lúc đó vợ em mới khai thật là 16 tuổi. Rồi em sốc không? Lúc đó em sốc chứ. Sốc rồi. Một là chạy đi hay là chạy sầm vô. Cái này là mình đã phóng lao mình theo lao. Và với cái độ tuổi của em, trò chuyện và tiếp cận cô bé này thì em thấy nó có sự khác biệt. Cái sự khác biệt rất lớn. Lúc đó thì vợ em chỉ muốn ngọt ngào, em làm sẽ giận mà. Nên giọng của em lớn tiếng quen rồi. Em cứ nói chuyện sân sáng nên nó giờ suốt ngày cứ đòi giận hờn rồi chia tay miết luôn. Có chán không? Cảm thấy rất chán mà mình phải cố gắng. Đó là em còn ở bên Mã Lai không hay là đã chuyển công tác ở đây về đây rồi? Dạ, lúc đó em vẫn còn bên Mã Lai chị. Em về nước lâu chưa? Hơn 5 rưỡi. Rồi em, cái giai đoạn mà ông xã em phải làm việc ở bên Mã Lai, em thì lại ở đây. Thì em một cô bé mà mới lớn như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Lúc đó thì em chưa có cảm thật sự là yêu ảnh. Bắt đầu em yêu ảnh thật sự là ảnh bị tai nạn giao thông bên Malai, là té xuống vực. Trong đó có 7 người thì có mình ảnh sống sót. Ồ. Thì bữa đó là nói ra là cái người lái xe là em. Nhưng mà do buổi tối hay chồng gây lộn nên buồn quá, không ngủ được. Đến sáng rất buồn ngủ đâu lái xe được, nên nhờ người khác lái. Thì do ảnh chạy xe như thế nào mình không biết, nó đang ngủ nữa. Thì lúc tỉnh dậy là chỉ biết nằm trong bệnh viện thôi. Em nằm trong bệnh viện lâu không? Em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Trời ơi, người ta chết hết vậy đó mà mình chấn thương phần mềm thì thôi. Mấy người kia thì vô mà không có sức bê an toàn á. Nên là họ rơi thẳng xuống vực. Còn cái xe thì treo lơ lửng ở trên nhánh cây á. Vậy là em là treo ở trên cây chung với cái xe đúng chung không? Chung với xe. Lúc mà em nghe cái tin như vậy thì cái phản ứng em sao, có bay qua bển không hay là như thế nào? Dạ thì lúc đó em chỉ là học sinh mà ba mẹ em cũng chưa đồng ý chồng em. Thì em chỉ biết là gọi điện với lại một cái anh kế toán ở bển đó của ảnh là cập nhật thông tin. Nhưng mà anh kế toán nó báo là chồng em giống như kiểu là chết lâm sàng vậy đó, 3 lần. Là ngực tim ngừng đập. Thì lúc đó là em coi như là em hết hy vọng rồi. Là bắt đầu em mới tức tốc chạy từ Biên Hòa lên Sài Gòn để thắp nhang cho ông nội của ảnh, để mong sao mà ảnh tỉnh lại. Mà đúng thật sự màu nhiệm là ảnh đã tỉnh lại. Vậy là em là thuộc loại người ở dưới đó người ta chê em đó em. Nó sinh xuống hoài mà người ta đuổi lên đó. Trời ơi, tức là em còn nợ cô này. Đó,
bắt buộc phải trả. Rồi bên gia đình em cũng chưa có đồng ý về anh này. Dạ. Thì là điều gì mà khiến mà không đồng ý? Đó, em chỉ mới 16-17 tuổi. Thứ hai là do chênh lệch tuổi tác, do chồng em lớn hơn em nhiều tuổi. Nhưng mà em quyết vượt qua. Dạ, anh này cứ đi đi về về thăm gia đình em Tết, những dịp như vậy. Bắt đầu ba mẹ em mới hiểu, hai vợ chồng mới nói thôi anh về luôn đi, rồi mình xin cưới. Thế là được cưới. Dạ, đầu tiên thì chúng em chỉ xin là đám hỏi. Nhưng mà sau mẹ em đi coi thầy bói, cái điện cực thôi ngày đẹp quá, rồi xong quốc luôn. Bây giờ rồi lấy nhau rồi thì vui không, còn chia tay nữa không? Dạ còn. Vẫn còn đó, thấy chưa? Đâu giờ sao đây, em kể về cái tính xấu của cô này ấy. Nhiều tính xấu lắm anh. Lúc mà quen nhau á, ăn cái gì uống gì cũng anh ăn trước đi, anh uống trước đi. Nhưng mà sau thì về á, ăn xong gần hết rồi đó, bắt đầu mới là đang quên. Trời, con nít nó khôn lắm em ơi. Ủa nhưng mà tại sao trước đó thì lại là cái gì cũng ăn mà bây giờ cưới vậy rồi? Đơn giản thôi, con nít mà nó sợ bỏ độc á, giống như bí ngô, giờ nó ăn gì nó mẹ ăn trước đi có ngon không con mới ăn đó. Rồi trẻ con thì có hay suy nghĩ những cái gọi là nó hơi bị xa vời chút xíu đó, kiểu nó lãng mạn nè, có không? Cái này lãng mạn cũng có. Lãng mạn cũng có. Cũng có, nhưng mà suy nghĩ thật cũng lãng sạc, nghĩa là đọc trên báo hay là lên trên Facebook thấy người ta đòi chia tay vì lý do là chồng có vợ nhỏ vậy đó. Đầu về là mày coi chừng tao nha. Trời ơi, khi nào mà kêu mày tao không? Rất nhiều anh. Ủa, rất nhiều. Dạ. Sao vậy, sao kêu mà nhỏ hơn người ta mà kêu tao mày hả? Chắc nó tại hồi mà lúc em mới quen ảnh được tháng á, cái tự nhiên có cô bạn gái cũ của ảnh chia tay mấy năm, tự nhiên thấy ảnh có bạn gái mới, cái tự nhiên đòi sống đòi chết. Cái anh này thì cũng nhắn tin qua kêu anh chỉ quen nó qua đường thôi nên em yên tâm rồi này kia, rồi kêu em đừng có tự tử nữa. Đó, thế là vô tình em đọc được, em tức cho tới đến bây giờ 6 tháng trước khi cưới, cô bạn gái đó từ bên nước ngoài cũng gọi điện về, xong rồi em mới gặng hỏi mà anh không trả lời, cái xong em cứ ám ảnh cái vụ tới giờ luôn. Cho nên là mỗi lần ấy là cái kêu mày tao. Với lại giờ em giống như kiểu là em ghét quá em kêu mày tao. Lên cơn ghét lên là kêu mày tao luôn. Với lại em kêu mày tao giống như kiểu như thân mật á chị. Yêu đương gì, kiểu giống như thương gì phải không? Dạ, giống bạn bè thân mật. Nhưng mà Cường có cảm thấy thoải mái với những cái từ đó, em thấy không thoải mái chút nào cả. Không thoải mái đúng không? Tại vì mình lớn tuổi hơn mà. Ví dụ như ở trong nhà, trong phòng riêng tư của hai đứa thì không vấn đề. Nhưng mà đi ra đường mà nó chỉ mày tao, mình thấy cảm thấy mình khó khăn lắm, khó chịu lắm. Đi ra đường cũng nói luôn hả? Đôi khi cũng có nói. Vậy chồng có xưng ngược lại mày tao không? Dạ không. Không dám. Không hả? Bao giờ. Không dám. Thử gọi cái là bắt đầu là lớn chuyện à. Tại vì trên suy nghĩ của em lúc nào cũng muốn là giữ hạnh phúc gia đình vậy. Ở ngoài ra thì cái cô bé này, ngoài chuyện xưng hô ra thì còn có khi nào mà đánh em không? Có, vừa đánh vừa la làng, ôi trời ơi, ôi trời ơi. là mình đã bị đánh hả? Vừa đánh chấm vừa thổi kèn luôn hả con? Rồi lúc đổi thừa vừa có mét không? Có mét mẹ không? Dạ có. Em nói trời ơi tôi mét bố tôi vô coi. Cái cọc điện thoại cái anh này anh giật lại. Bây giờ một tuần là gây lộn bao nhiêu lần? Chà, chắc đếm không sể đúng không? Tại bây giờ là hạn chế bớt rồi. Thậm chí cả xưng hô mày tao cũng hạn chế luôn. Tại vì em đã quy định rồi, cứ người nào nói mày chữ là 10 ngàn. Tao chữ cũng 10 ngàn. Đánh như kinh tế luôn. Đó. Rồi bây giờ cho anh biết luôn, anh này ảnh có lộ ra những cái tính xấu gì không? Từ hôm vừa rồi em suy nghĩ mãi luôn, em chỉ để thấy được có 3 tính xấu thôi. Dạ, tại vì chồng em thấy thật sự quá hoàn hảo. Là từ may vá, nấu nướng cho tới tất cả việc phụ nữ, make up, làm tóc thì em đều biết hết. Wow. Dạ. Bây giờ xấu là cái gì? Xấu thứ nhất là ảnh đi làm về, leo lên giường, không tắm, nằm đắp chăn ngủ luôn. Xong bắt đầu cái em kêu anh ơi dậy đi tắm đi, em cởi đồ giùm cho. Cái xong rồi cầm cái quần gì nè, thôi anh không tắm. Không tắm rồi anh mệt quá đó đúng không? Rồi cái gì nữa? Cái thứ hai là thả bom quá nhiều. Tại vì phòng của tụi em mở máy lạnh á, thì cứ làm một tí ảnh đọc báo hay gì rồi xong bắt đầu là thả qua nơi sắp hết rồi thả qua kia. Rải rồi B52 mà rải đầy. Nhiều khi một tiếng mà rải tới 5-6 quả em bó tay luôn. Không bữa nào lấy độc trị độc đi, lấy hồng bích lùi tro cho ông ăn. Hay coi gì nữa? Ảnh lâu lâu em
nhờ làm việc thì ảnh cọc tính lắm, ảnh nạt lại em. Em bực thì em nạt lại, cái bắt đầu anh ta ngồi im ru mình, lâu lâu anh ta cũng có khóc nữa. À, bé có tự kỷ. Dạ, bé có tự kỷ. Nghe là một người rất là thiên hướng về gia đình á. Dạ. Và nội tâm á. Giờ sao rồi, chồng thấy vợ nhiều cái xấu không? Vợ nghĩ mãi mới ra được ba cái xấu của chồng đó. Vợ thì nhiều xấu lắm. Đúng là con nít thì phải nhõng nhẽo rồi. Mình không nói rồi. Rồi cái xấu lớn nhất là nói mày tao. Còn cái là hay đòi mua đồ. Sau lưng thì kêu anh ơi, hai chồng mình để anh tiền nha, nó muốn mua nhà ở riêng. Nhưng mà trước mặt thì kêu anh ơi em thích này nè, mua này đi anh. Đó bản chất của con nít. Nít là hay vòi quà. Nít là thích quà cáp vậy đó. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi đi. Bớt dữ dằn đi, ít nói mày tao đi. Ít nói hay là dứt khoát luôn? Hiện tại bây giờ em không yêu cầu là dứt khoát. Tại vì nếu mà đã nặng như vậy rồi mà còn dứt khoát thì khó lắm. Thì bớt thôi. Rồi cái gì nữa? Bớt tính bạo lực đi. Tức là bớt đánh em đi đó. Không, tại vì đôi khi vợ em tối mất ngủ, em đang ngủ mà dặn bớt. Như ông chờ dán xuống chẳng ngủ không được dặn. Rồi còn em thì sao? Em cũng không muốn chồng em gì nhiều, chỉ là anh cứ như vậy là em vui. Cứ như vậy vui. Dạ. Đôi khi lại ghiền, lại nghiện cái tiếng mà cái giấy tiếng bom. Ôi bây giờ vậy nè ha, chị chỉ có một cái cảm nhận về cái cuộc sống của vợ chồng em là như thế này. Ra thì tưởng là nhỏ nhưng mà thực ra nó không có nhỏ đâu nha. Tại vì như này, nãy giờ nói chuyện với bạn chồng á, lâu lâu có để ý nhìn vào cái đôi mắt của bạn chồng, có những cái lúc mà bạn nói cái cảm xúc của bạn á, giống như một cái sự mà nó tức 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 á, nó trào lên tới mắt luôn. Rồi giống như là vừa tâm sự với chương trình nhưng mà cũng vừa có một cái ý là muốn để vợ hiểu, để vợ bớt lại. Đó là cái cảm nhận của chị. Chị nghĩ rằng nếu mình không dừng lại thì nó sẽ vượt cái ngưỡng. Mà cái gì cũng vậy, từ xưa ông bà mình đã nói cái câu là tức nước vỡ bờ ha. Thì cái đó tưởng là nhỏ nhưng mà nó không nhỏ tí nào. Còn đương nhiên em còn nhỏ quá, 20 tuổi mà để mà gọi là bước vào cái cuộc sống vợ chồng á, thì chắc chắn là những cái cá tính của một đứa con nít chưa thể nào hết liền được. Đó, tuy nhiên mình không dựa vào cái chuyện đó để mình bào biện cho cái việc trẻ con của mình. Bởi vì sao? Nếu mình chưa lấy chồng thì thôi, mình cứ việc như thế qua thời gian thì bắt đầu mình từ từ mình chững chạc lên. Nhưng mà khi mình đã lấy chồng rồi thì mình phải nhớ là mình là một người phụ nữ trẻ, một người vợ trẻ chứ không còn là con nít nữa đâu. Theo chị là nếu như em đã nói được cái điều là em muốn chồng như vậy thôi là em vui rồi, thì có nghĩa là hiện giờ em đang sở hữu một ông chồng quá hoàn hảo. Thì mình đừng bao giờ để mất đi cái vật quý mà mình đang sở hữu. Thì nếu khi em thực sự yêu chồng thì tất cả những cái điều mà anh muốn là em sẽ dẹp bỏ được hết. Bởi vì chuẩn bị cái cơn lên nè, tao nói cho... Thì tự nhiên mình suy nghĩ làm vậy thì chồng mình tổn thương, người ta còn coi chồng mình ra cái gì nữa. Đúng không? Có nghĩa là mình tôn trọng mình trước thì người xung quanh mới tôn trọng chồng mình. Đó là cái điều em nhớ điều đó. Sau này cũng vậy, khi mình có con, mình tôn trọng chồng thì con nó mới tôn trọng ba. Ngược lại, ba tôn trọng mẹ thì con nó mới tôn trọng mẹ. Đó là một quy luật muôn đời rồi. Em hiểu không? Rồi, thay đổi. Chúc tụi em hạnh phúc. Rồi, chào em.